Bây giờ mình có hai lựa chọn. Một là làm theo lệnh của ông lão. Hai là rời tổ chức. Chọn đi. Thôi được rồi, tôi sẽ làm theo lệnh của ông lão. Nhưng giấy có mọc con ó đâu. Không cần giấy. Bây giờ lệnh của tao là lệnh của ông lão. Ngay trong ngày hôm nay, chúng quy sẽ thiết lập lại mạng. Mọi bách quật sẽ được đổi mới. Còn mày, mày lo mày lặn đi. Tới khi nào thấy em, ta sẽ cho trở về. Nhớ đó. Mẹ nó, tự nhiên chơi cái mỏ vàng lại cho thằng Quý Bác Học. Bác Học đi cùng mẹ gì vậy đó anh? Bây giờ mình tính sao đây cả? Thì phải lặn thôi chứ sao giờ. Dạ, cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ quyết tâm theo đuổi vụ án này tới cùng. Dạ. Dạ. Alo. Dạ, tôi nghe đây. Dạ, chị vui lòng chờ số báo kế tiếp đi chị ha. Dạ, cảm ơn chị. Sau khi bài báo được phát hành thì nhiều độc giả gọi điện tới chúc mừng tòa soạn đã can đảm phanh phui đường dây cá độ quy mô lớn. Nghe những tin này em càng có nhiều động lực hơn nữa. Em quyết lần tới cùng hang ổ của bọn chúng. Cậu nói lần tới cùng là sao? Em điều tra ra được mạng lưới cá độ của Dũng Mụn có thể nằm trong một hệ thống tội phạm được tổ chức vô cùng phức tạp và tinh vi. Nhưng quy mô ra sao, mức độ như thế nào, ai là trùm thì vẫn còn là một ẩn số. Ồ, ghê gớm vậy sao? Dạ. Yeah. Thôi được rồi, tôi giao cho cậu tiếp tục điều tra vụ án này. Có gì thì tôi sẽ nhờ công an hỗ trợ cho cậu. Dạ, yeah, em cảm ơn tổng biên tập. Em xin phép. Ừ. À, Tuấn Đăng. Dạ. Yeah. Cậu có biết là cậu đang điều tra một vụ rất là nguy hiểm không? Dạ, em biết chứ tổng biên tập. Cho nên cậu phải hết sức cẩn thận. Bọn tội phạm bây giờ liều lĩnh và nguy hiểm lắm. Cố gắng nha. Dạ. Mời ngồi. Cảm ơn anh. Chào anh. Xin lỗi, anh có phải là... Tôi là người đã gọi cho anh đây. Anh nói anh là đàn em trước đây của Dũng Mụn à? Đúng. Anh gặp tôi để cung cấp thông tin đúng không? Đúng rồi. Một thông tin rất quan trọng. Từ từ, để tôi lấy máy ghi âm. Không cần cả. Tôi nói luôn. Anh mà còn viết bài đụng chạm đến anh Dũng nữa thì tôi sẽ giết anh. À, thì ra anh là đàn em của hắn đến đây để hù dọa tôi đó hả? Tụi tôi cũng biết luật chơi. Ừ, anh cầm lấy rồi câm miệng lại. Bằng không tôi sẽ cho anh im tiếng vĩnh viễn. Xin lỗi, anh đã chọn sai người và đặt sai vấn đề. Mẹ nó, rượu mời không uống muốn rượu phạt.
Đại ca, phương án 1 đã thất bại. Được rồi. Anh Tư hả? Em đây. Dạ, em có chuyện gấp muốn gặp anh. Dạ. Chào cũ ha. Tự giúp em đỡ cho thằng Dũng qua vụ này. Cái tay nhà báo đó có khả năng sẽ khui ra đường dây trong những số tiếp theo. Còn đây hắn chê tiền hả? Quá là trung thực. Anh Tư à, mình có nên dùng biện pháp mạnh với hắn không anh? Ừ. Không nên làm bậy lúc này. Chú không biết sáng nay mấy sếp kêu tôi lên à, họp về chuyện của Dũng Bụng sao? Tình hình sao rồi anh? Bây giờ báo chí đang làm âm cái vụ này lên, phải dùng hình nhân thế mạng chứ sao? Em không hiểu ý của anh. Cái gì? Mới hồi chiều tôi đã chuyển hết thu nhập trong năm nay cho tổ chức để chạy án rồi mà. Bây giờ ông còn đòi hình nhân thế mạng nữa là sao? Chưa đủ. Tiền bạc chỉ để rửa tiền, hòng giảm nhẹ tội, nhưng vẫn cần một hai đứa đứng ra hứng đòn. Nếu chúng mày không muốn, tự đẩy mình vô tù. Nhưng mà ai sẽ chịu tội cho tôi? Trong hai đứa bay, thằng nào chịu làm lê lai của chúa? Tụi bay. Luật của tổ chức chắc là ai cũng biết. Trong suốt thời gian ở tù sẽ được thăm nuôi đều đặn, vợ có ở ngoài đời sẽ được tổ chức chăm lo chu đáo tử tế đến khi ra tù. Nè, đây là cơ hội để cho anh em thể hiện sự trung thành, tình huynh đệ với tổ chức. À, hơn nữa mình có người bên công an nên không cần phải lo lắng đâu. Dạ, xung phong đại ca. Em nữa. Tốt. Tốt lắm. Tụi bây gì anh? Anh sẽ không quên đơn đâu. Bây giờ tôi có thể ăn ngon ngủ yên rồi đúng không? Đúng. Nhưng mà trong thời điểm chú mày lặn, lặn một hơi thật sâu, tới khi có lệnh mới của tổ chức, tao nhắc lại toàn bộ các trang mạng của mày
tổ chức đã tiếp quản. Mày không còn đụng vô nó nữa được đâu. Nhớ đó. Đi theo tôi. Tôi sẽ chỉ cách khai báo với công an khi bị bắt. Vậy là mình ra biên giới với anh Xỉu hả anh? Ra biên giới có đánh bài, có gái, được hả đại ca? Gái cùng ai mà chứ gái? Đồ ngu! Kiếm cơ để tao đi là một đi không trở về đó. Còn mất tất cả đâu bò. Nhưng mà mình đâu còn đường nào khác nữa đâu đại ca. Thôi để em vô em chuẩn bị đồ nha đại ca. Mấy bữa nay mày có chơi với Vũ Mụn không? Tao lỗ mày. Tôi đâu có máu cái đồ đâu anh đâu chơi. Hên cho mày đó, mày chơi là công an hốt mày luôn đó con. Tao nói thiệt mày, mày đừng có ngu nghe chưa à. Ê, tụi bay đang nói chuyện về Vũ Mụn hả? Chị, trời ơi, mấy hôm nay báo chí nó đăng y xèo luôn. Mấy cái ổ cá độ đá banh bên đó bây giờ nó bể hết trơn rồi. Trước sau gì nó cũng mệt với công an luôn. Sao tao không nghe ông Hải nói gì hết trơn vậy? Trời ơi, ông Hải á, ông dắt gái qua biên giới rồi. Chuyện biết hả? Hèn chi, hồi tối nay không về nhà. Tao cứ tưởng nó ở lại đây ăn nhậu không hả? À chị, nghe nói là ông Dũng á có liên quan tới tổ chức của mình phải không? Mày hỏi chi, nhiều chuyện quá. Hỏi để biết thôi. Làm gì mà lâu dữ vậy? Từ nãy giờ chưa xong nữa. Ê, mà tôi thấy kỳ kỳ á nha. Bà này với ông Hải á, không biết á, phải vợ chồng thiệt hay không nữa. Thấy không ai quan tâm tới ai. Lạ thiệt. Bà với ông Hải ly thân nhau lâu rồi. Cái vụ mà ông Hải tém mi phải không? Chứ còn gì nữa. Bà con mi nó cũng ngu. Tánh tình ngang ngạnh không có bỏ. Nó cứ chống bà hoài nên bà ghét. Tôi nè. Ông nhìn tôi đi nha. Nhìn kỹ mặt tôi nha. Tôi sẽ phấn đấu giống ông. Tôi sẽ là một đại ca. Bao nhiêu con gái tôi tha hồ tôi tém hết. Đúng rồi. Mình cứ tém được cái nào mình cứ tém. Mày khùng quá. Tao còn chưa dám mơ nè. Đừng nói mày với con. Khó quá. Bỏ qua. Xong chưa chú? Dạ. Xong hết rồi anh. Em vừa chuyển 1 triệu đô tiền lời từ sòng bài của Dũng Mụn qua tài khoản bên đó. Liệu cảnh sát kinh tế có mò ra được không? Không đầy nào đâu anh. Em dùng tiền thật chuyển qua tiền ảo, rồi chuyển vào tài khoản ảo. Sau đó em dùng tài khoản thật của hacker chuyển số tiền đó vào tài khoản hợp pháp của mình, một cách rửa tiền kiểu mới. Chuyển tiền bẩn thành tiền sạch một cách dễ dàng. Chú giỏi thiệt đó nghe. Anh à. Chuyện của Dũng Mụn, anh nghĩ coi nó có ngoan ngoãn giao toàn bộ cho em quản lý không? Như vậy càng tốt. Anh sẽ có cái cớ để bứng cái gai trong mắt của mình. Cứ đợi xem hắn sẽ làm gì. Vô. Dạ. Anh. Em. Anh nè, anh bo cho em thêm đi. Tại vì hồi nãy anh làm lố em 10 phút rồi. Chuyện nhỏ. Nè, 200 đô đủ chưa? Cảm ơn anh. Ừ. Đi anh. Chào em. Anh. Vui vẻ không anh? Cảm thấy thoải mái không? Đương nhiên rồi. Ở đây còn ai hơn mi nữa. Mà sao không thoải mái?
Ờ, anh thử bé Hằng chưa mà nói vậy. Rồi, nhỏ Hằng đó sao có cửa so với mi được. Trời, anh biết không, vậy mà có người á đòi bán em qua bên biên giới của Campuchia đó anh. Ai? Em nói coi, anh sẵn sàng bỏ tiền ra để chuộc em làm bé. Bao nhiêu em nói đi. Anh biết không, 10 người mà hết 9 người ngủ với em nó y chang cái câu anh nói gì đó. Nhưng mà đâu có được, em phải suy nghĩ cái đã. Sao? Mình đi anh. Anh, em xuống trước Quang nha. Đã, đi qua đây với em. Anh có nhớ hôm trước anh nói gì với em không? Ủa, nói cái gì là nói cái gì? Hôm trước anh dặn em á, kêu em tìm cô nào còn con gái cho anh để anh xả xui đó, anh nhớ không? À, anh nhớ rồi. Mà giờ anh hết xui rồi, nên là anh không cần lắm. Chỉ cần có bé My là anh đủ rồi. Khoan. Trời ơi, anh gấp gáp cái gì? Cứ coi hình con bé này rồi anh quyết định. Nghe. Wow, trời đất, con gái dạy mà hết sảy vậy. Sao, anh có muốn được diễm phúc biến cô gái này thành đàn bà không? Mà sao anh nhìn thấy nó lú lú làm sao á? Hương đồng cỏ nội mà anh, hàng hiếm đó nha. Anh không hốt, người khác hốt thì đừng có tiếc. Ok, giá bao nhiêu? giá thì cũng mềm thôi. Trời, nhìn cái mặt kìa, nhìn cái mặt lo kìa. Anh yên tâm đi. Nhưng mà được cái á, hình thức bốc tem nó khác truyền thống một chút. Dạ, chú Bảy. Hai Hiền dạ, à Bảy. Lâu quá con mới gặp chú. Nghe nói má Bảy bị gãy chân, chú qua đây thăm. Dạ, con cảm ơn chú. Bảy chờ chú một xíu. Lúc này chú lu bu quá, chú ở trên Sài Gòn mới về. Chú lên trển chơi hả? Đâu, chú lên trển á, đi đám giỗ thằng hai con năm quà. Chú nói làm sao? Anh Hai Tài, con chú Năm á hả? Ừ, vỗ đầu của nó. Từ lúc mà anh Hai con á mua nhà ở trên Sài Gòn rồi, nhà con chuyển lên trên đó ở chung cho nó tiện. Thằng Tài đó hả? Dạ, giờ á ảnh làm giám đốc một công ty lớn lắm đó Thím Năm. Tội nghiệp, ảnh đang làm giám đốc mà chết uổng quá. Ai nói bay nó làm giám đốc, nó chích xì ke bị sốc thuốc chết đó. Cái gì? Chú nói ảnh chích xì ke rồi chết hả? Ủa sao Thúy Diễm nói với con là... Ủa, con Diễm nó có xuống chơi với con hả? Dạ. Nhỏ này cũng sốt sắng thiệt ha. Mới nghe chú nói à, là nó xuống liền. Cái gì? Chú Bảy nói sao? Thì chú qua nhà tía má nó chơi mấy bữa, chả thấy tâm hơi nó đâu. Tới ngày cuối cùng á, nó sốt sắng, mua chai rượu về tặng tao, còn hỏi lung tung chuyện nhà mày hết đó. Hỏi lung tung chuyện nhà con hả? Mà chủ yếu hỏi về con ba Ngọc. Mà sao nó có hình con ba Ngọc vậy? Chú nói sao con không có hiểu. Thì nó đưa hình con ba Ngọc trong điện thoại đó cho chú xem. Vô lý, làm sao Thúy Diễm có hình ba Ngọc được? Rồi chú nói gì với nó? Tao chỉ xác định đứa con gái là con ba Ngọc, rồi nhà mày vẫn ở chỗ cũ vậy thôi. Thôi tao vô thăm má mày một cái. Tao nghe nè, Hai Hiền. Diễm hả? Tao mới gặp chú Bảy nè. Mày nói tao biết đi,
Tại sao mày nói dối tao chuyện anh hai là giám đốc hả? Rồi làm sao mày có hình của ba Ngọc? Trời ơi, cha nội đã bị lẩm cẩm đó. Mày nghe lời ổng làm chi? Ba Ngọc đâu rồi? Cho tao nói chuyện với nó một chút đi. Nó ở nhà tao á. Nó chưa đi làm cho mày sao? Bây giờ nó còn hơi mệt, mấy ngày nữa nó mới đi làm. Có gì tối tao về, tao kêu nó gọi lại cho mày nghe. Thôi bây giờ tao bận rồi, tao gọi lại cho mày sao nghe. Ê, cái gì vậy? Mình chưa có nói xong nữa. Sao tự nhiên khóa máy luôn vậy? Chị Năm, chị khỏe chưa? Ừ, cũng đỡ rồi chú. Nghe nói chị bị thương nên tôi qua thăm. Ủa, mà anh Năm đâu rồi chị? Trời ơi, tôi nằm chỗ có hay biết gì đâu. Trời ơi, Hai Hiền, con coi cô tía con ở đâu nói là có chú Bảy qua thăm. Chú Bảy ơi, chú ra ngoài cho con hỏi chút chuyện nha. Ừ, có chuyện gì á thì bay hỏi luôn đây đi. Làm gì mà úp úp mở mở vậy? Dạ không có gì đâu má. Ừ, chú ra ngoài đi chú. Chị Năm, tôi ra ngoài nói chuyện với nó một cái nghe. Cái gì vậy bay? Dạ chú có biết shop quần áo của Diễm ở đâu không chú? Ủa, nó bán quần áo hả? Dạ. Tao nghe tía má nó nói là nó bán quán nhậu mà. Bay có lộn không vậy? Vậy chú cho con địa chỉ nhà tía má nó nghe. Mai mà chú còn giữ địa chỉ của tía má nó nè. Nhà này chỉ có ông bà già nó ở thôi, còn nó ở chỗ khác mà. Ủa, tại sao vậy? Hình như hai cha con không hợp nhau lắm. Ông bà có vẻ phiền lòng về nó thì phải. Nên cứ tránh né mỗi khi chú hỏi tới. Dạ, vậy chú có địa chỉ nhà Diễm không? Trời, tao xin làm gì? Mà sao nãy giờ mày cứ hỏi hoài vậy? Dạ. Thôi, tao về à? Dạ. Sao nay về sớm vậy? Làm bể kế hoạch gì của ông rồi hả? Nè, đừng có xiên xỏ tôi hoài nha. Thường ngày ông đi qua biên giới tới 2-3 ngày mới về. Sao hôm nay về sớm quá vậy? Tôi thấy lạ rồi đó. Tại vì hôm nay tôi giao hàng ít, có hai đứa hà, nên tôi về sớm. Ông nghe chuyện gì của Dũng Mụn chưa? Chuyện đó tôi cũng nghe Tính Cùi nói rồi. Và Tính Cùi cũng sắp xếp cho chị em xuồng vụ này. Nhưng Dũng Mụn phải lặng đi một thời gian cho im chuyện này. Còn Quy Bác Học tạm thời nó gánh vụ cá độ. Đúng ra ông phải giao cho anh chuyện này mới đúng chứ. Sao đúng? Sao không đúng?
Vì bây giờ anh đang ở không? Có làm con mẹ gì đâu. Mẹ hả mày? Dám. Dạo này con xúc phạm tôi hơi nhiều rồi đó nghe. Cái hệ thống nhà hàng karaoke này một tay tôi lo hết. Nội có cái chuyện săn hàng không? Làm có không xong nữa. Bà lem bem hoài vậy? À, thì ra bà còn cay cú cái vụ con My đúng không? Ừ, rồi sao? Bà. Dạ. Chị mới về hả? Ừ, đồ chị mới sắm đâu. Sao bộ đồ này hình như là đồ cũ đó nha. Em bận hoài vậy? Ờ, mấy bộ đồ chị mua cho em á. Ừ. Hở hang quá em mặc chưa có quen. Ủa, bữa nay bộ không có đồ gì sao mà lại ở nhà với chồng yêu? Có. Ủa chị Diễm, em thấy anh Hải ở nhà là tốt chứ sao chị kêu? Đàn ông á phải nhậu nhẹt, ra ngoài ngoại giao chứ cưng. Từ bữa em lên đây ở tới giờ á, em chưa có dịp nào nói chuyện với ảnh hết. Em thấy ngại ghê luôn á. Ngại gì chứ, cái tính của ổng á cứ làm lì lì khó chịu vậy đó. Thôi em cứ giữ khoảng cách thì tốt hơn. Chị Diễm. Ừ? Em định mượn cái điện thoại để gọi cho chị hai. Em muốn nói chuyện với má em chút. Nhưng mà cái điện thoại của chị nó hết pin rồi. Để chị sạc xong rồi chị đưa cho em nha. Dạ, vậy cũng được. À, chị có phở nè. Phở Sài Gòn ngon lắm đó nghe. Em vô để đũa muỗng đi. Cái này là phở Sài Gòn á hả? Ừ. Trời, em nghe nói á phở Sài Gòn ngon lắm luôn á mà em chưa bao giờ được ăn hết á. Đi vô lấy đũa muỗng đi. Dạ, em đi lấy liền. Em ngồi đây đi cho dễ ăn. Em mời chị Diễm ăn. Em ăn đi. Em ăn đi cho nóng. Nè, em cho thêm miếng chanh vô nha. Dạ. Ngon thiệt luôn đó chị Diễm. Ừ, ngon lắm. Ăn thêm chút nữa đi em. Bà Ngọc nè. Dạ. Trước giờ em có bạn trai chưa? Em á hả? Em nhát như thỏ đế vậy đó. Thấy con trai á là em trốn vô nhà liền à. Nói gì tới chuyện em có người yêu chứ. Nói vậy là em vẫn còn hả? Còn gì chị? Không có gì đâu. Ý chị á là em biết giữ gìn như vậy á là tốt lắm. Chứ chị thấy á, mấy đứa con gái ở quê bây giờ á, nhiều đứa cũng hư sớm lắm. À, em hiểu ý chị nói rồi. Nhưng mà cái đó cũng tùy ý thức của mỗi người thôi à chị. Mà giả dụ á, em mà có chuyện đó hả, trời, tía má em mà biết được á chắc giết em chết luôn á. Em biết vậy thì hay quá. Mà con trai bây giờ nhiều thằng cũng ghê lắm. Đúng rồi đó chị. Với lại em nghĩ là em phải biết giữ gìn như vậy để sau này em lấy chồng người ta không đánh giá em là con gái hư.
Bà Ngọc. Bà Ngọc. Bà Ngọc, em sao vậy? Sao kỳ quá, sao tự nhiên em buồn ngủ quá. Sao vậy nè, ăn hết đi rồi đi ngủ. Hay là chắc tại tối qua em không có quen chỗ hay sao mà tối qua em thức khuya quá, em không có ngủ. Thôi, vậy chị về em lên ngủ nha. Nha. Đi. Chị về em lên. Đi. Coi chừng té đó. Đi. Tự nhiên buồn ngủ quá ta. Cẩn thận đó. Chị Diễm ơi. Hả? Em buồn ngủ quá. Ừ. Cố lên em. Cố lên. Tới phòng rồi. Đồ đạc em chuẩn bị xong hết chưa? Mấy bữa nay anh cố mua giấy số để trúng một cái là có tiền trả nợ cho em. Em khổ phải đi buôn. Hai Hiền. Hai Hiền. Hai Hiền. Sao vậy nè? Chuyện gì vậy? Ngày mai em không có đi buôn nữa mà em đi Sài Gòn. Anh đi với em nghe. Em đi Sài Gòn chi? Em nói với anh chuyện này, nhưng mà anh phải giữ bí mật tuyệt đối, được không? Trời đất, anh là chồng sắp cưới của em, có phải người lạ đâu mà em nói gì kỳ vậy? Sao? Chuyện gì? Nói anh nghe. Thank you.
Nếu đúng là vậy thì bà Ngọc có chuyện thiệt rồi. Bây giờ sao chuỗi lại mọi chuyện, em mới hiểu tất cả đều là sự sắp đặt của nó hết. Nó chơi tâm lý, dùng tiền đánh vô chữ hiếu nên mới lừa được cả em và ba Ngọc. Hồi nhỏ anh nhớ tính nết của con nhỏ này cũng ranh ma lắm, không có hiền lành gì đâu. Anh, em còn giữ địa chỉ số quần áo của nó, ngày mai mình ghé thử coi. Nếu mà em nói cho anh biết trước á, anh đã cản em rồi. Mẹ em ngu thiệt đó, thấy nó cứ dồn dã hối bà Ngọc đi, đúng ra lẽ phải nghi ngờ chứ. Bây giờ chỉ còn một hy vọng cuối cùng thôi, đó là những lo lắng của anh với em chỉ là suy diễn. Em cầu trời cho mọi chuyện không có như mình nghĩ. Chị Diễm, sao em ở đây vậy? Hả? Mà sao, mà sao em quần áo như vậy vậy chị? Thôi mà, đừng có hoảng hốt. Có gì đâu mà hoảng hốt em. Hả? Bình tĩnh nha. Chị, ai vậy chị Diễm? À, lính của chị thôi em. Em đừng có sợ nha, đừng có sợ. Chị ơi, mà ở đây là ở đâu vậy chị? À, có gì đâu mà em quản dữ vậy ba Ngọc. À, mà chị nói á, à, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em mà, sao giờ em lại ở đây vậy chị? Thì đúng rồi, ở đây là chỗ làm của em mà. Chị nói sao vậy? Em không có hiểu. Đây em thấy đâu phải là shop quần áo đâu. Chị nghĩ lại rồi, một đứa trẻ đẹp như em á thì phải làm một công việc nào cho xứng đáng chứ. Ba cái công việc bán quần áo đó kiếm đồng lẻ để làm gì em? Ý chị nói vậy là sao? Khách tới chưa? Dạ, để em coi. Ông Mập tới chưa? Ok, ổng đang lên đó chị. Cưng à, cưng sắp được sướng ngang. Chưa được sướng mà vừa được tiền nữa. Chị ơi, chị tính làm gì em vậy? Chị nói khách là sao vậy?